với các cái sản phẩm khi mà phun trần gỗ thì thường là không pha màu, chỉ là phun gần như là phun để nguyên bản màu gỗ thôi. Khi mà phun xuống thì nó như thế nào thì vẫn là giữ nguyên, không pha thêm bất cứ một chút màu nào. Các bác yêu cầu phun màu cánh gián hoặc là cánh gián già thì khi đó mới pha thêm màu thôi các bác nhé. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với video của em Linh. Thì thưa các bác, ngày hôm nay thì em Linh vừa mới hoàn thiện xong một chiếc vua sập thờ được làm bằng chất liệu gỗ Mita. Đây là một trong những cái dòng gỗ cực kỳ hiếm trên thị trường hiện nay, vì nó không có quá nhiều các cái dòng gỗ to để làm nên một chiếc vua sập thờ như thế này. Thì hôm nay thì em Linh sẽ chia sẻ cho các bác một cái dòng gỗ Mita khi mà làm hàng vua sập thờ và được phun MU màu trần gỗ thì nó như thế nào. Thì các bác có thể nhìn cho em Linh thì với cái hàng vua sập thờ thì bao giờ nó cũng là dạ liền khối dày 10 phân. Thì với cái mẫu dạ tiền này thì các bác để ý cho em là hàng gỗ Mita và ghép hai miếng các bác nhá. Đấy thì em cũng chỉ luôn cho các bác với những cái đường đen đây. Đây là cái vết cốn em ghép đôi hai miếng lại các bác nhá. Khi mà phun MU trần gỗ lên thì các bác cũng nên hiểu cho em Linh một chút là với các cái sản phẩm khi mà phun trần gỗ thì thường là không pha màu, chỉ là phun gần như là phun để nguyên bản màu gỗ thôi. Khi mà phun xuống thì nó như thế nào thì vẫn là giữ nguyên, không pha thêm bất cứ một chút màu nào. Các bác yêu cầu phun màu cánh gián hoặc là cánh gián già thì khi đó mới pha thêm màu thôi các bác nhá. Thì với cái màu trần gỗ thì bao giờ các bác cũng ưu tiên là sử dụng nhiều hơn, vì khi mà phun vào thì nhìn gỗ nó sẽ thật hơn các bác ạ. Và sử dụng về lâu về dài khi nó xuống màu đều thì nhìn nó vẫn có cái độ đẹp hơn một chút các bác nhá. Thì với cái hàng vua sập thờ như thế này thì khi mà lựa chọn bằng chất liệu gỗ Mita thì nó cực kỳ là khó. Vì sao? Tại vì cái dòng gỗ Mita thì em Linh cũng đã nói rất là nhiều. Thì với cái dòng gỗ Mita thì nó rất khó để lựa chọn một cái hàng sản phẩm mà nó lành sạch như là cái dòng hương đá hay là gỗ đỏ. Thì với cái sản phẩm này ngày hôm nay thì em làm cho gia đình bác lựa chọn là một bộ chân 24. Đấy, chân 24 các bác nhá. Cầu ở phía dưới thì em vẫn là cầu cháp thôi. Và cái dạng ngang này thì em làm là dạng ngang dày 8 phân. Đấy, bằng chất liệu gỗ Mita hoàn toàn. Khuôn mặt thì em làm là khuôn mặt dày 5 phân. Và đặc biệt thì cái ván mặt này là dày 2 phân nhưng mà ghép tới 4 miếng các bác ạ. Đấy, các bác có thể nhìn nhá. Phun trần gỗ thì các bác có thể nhìn được luôn là những cái đường ghép của nó đây. Đấy, 4 tấm gỗ ghép vào với nhau. Còn cái khuôn bao quanh thì là đều là dày 5 phân các bác ạ. Thì với cái sản phẩm gỗ Mita như thế này, để mà lựa được một cái sản phẩm đẹp và đều như thế này thì nó mất tương đối là nhiều thời gian. Nên là các bác mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì các bác nên lưu ý cho em là thời gian nó dài ra một chút để lựa chọn gỗ làm sao cho nó đảm bảo và nó tránh các cái mắt mấu sâu xia các bác nhá. Thì vừa rồi thì em Linh vừa chia sẻ cho các bác về cái dòng gỗ Mita để khi mà làm được cái hàng vua sập thờ. Thì các bác có thể cho em Linh xin một chút ý kiến cũng như là các bác cần tư vấn về cái dòng gỗ Mita như thế này. Các bác có thể liên hệ trực tiếp với em để em có thể chia sẻ cũng như là tư vấn cho các bác làm sao cho nó phù hợp nhất trong không gian phòng thờ nhà mình. Em Linh cũng xin cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi hết cái video ngày hôm nay. Thì em xin chào và hẹn gặp lại.